Dọ tin đồn Huỳnh Anh cắm sừng Quang Hải, lộ tin nhắn lần đầu gặp Quang Hải đã rủ đi khách sạn. Chuyện tình của cặp đôi Quang Hải Huỳnh Anh khiến cho những người yêu mến họ cũng phải thấy bất an. Khi thì họ có các động thái đăng status hình ảnh rồi xóa, khi thì lại thân thiết hẹn hò, và báo lớn nhất chắc là sự kiện Quang Hải bị hack tài khoản Facebook và lộ ra nhiều thông tin bí mật. Mới đây, đến lượt cô nàng Huỳnh Anh dính nạn. Trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng tố cô là người thứ ba chen vào chuyện tình yêu của mình. Theo đó, đoạn đầu bài đăng ghi rõ ràng những câu tố khiến người ta phải giật mình. Mùng 1 tháng 1, 11 năm 2020, mình phát hiện là người yêu mình cắm sừng mình với Huỳnh Anh, người yêu của Quang Hải, hoặc là người yêu cũ, mình không biết nữa. Bài đăng bóc phốt Huỳnh Anh là người thứ ba đang gây xôn xao mạng xã hội. Sau đó là cả bài viết dài dằng dặc tố anh bạn trai tên Quy đã qua lại với Huỳnh Anh trong khi còn chung sống với mình. Dấu hiệu khiến cho những vấn đề giữa cả hai nảy sinh là khi cô gái này phát hiện mùi lạ trên áo của người yêu. Và rồi cô thật sự phát hiện ra tất cả mọi chuyện khi tìm thấy cái điện thoại phụ của bạn trai trong ngăn kéo. Trong đó có toàn bộ những cuộc trò chuyện, tin nhắn giữa anh ta và Huỳnh Anh. Quy và Huỳnh Anh quen nhau khi Quy đứng tên hộ chị gái mình để mua căn hộ nhà bên khu chung cư nọ. Huỳnh Anh cũng mua ở đấy nhưng chưa được nhận nhà nên quyết định thuê một căn để ở. Cuối cùng, Huỳnh Anh đã thuê trúng căn nhà do Quy đứng tên. Cô gái này tiết lộ rằng Quy là huấn luyện viên thể hình nhưng lại nghèo, chẳng có tiền. Từ quần áo, giày dép của anh ta là do cô mua sắm cho trong suốt 1,5 năm bên nhau. Thậm chí anh chàng này còn vay tiền bạn gái với con số là 23 triệu đồng. Anh chàng tên Quy không có chí tiến thủ. Mấy tháng gần đây anh ta thất nghiệp ở nhà và được bạn gái nuôi ăn ở. Vậy mà cuối cùng Quy lại cắm sừng bạn gái. Những đoạn tin nhắn chứng tỏ Huỳnh Anh biết Quy đang có người yêu. Cuối cùng cô gái cũng đưa ra vài lời nhắn nhủ với Huỳnh Anh. Tớ xưng hô với cậu là cậu tớ vì bạn mình bằng tuổi và tớ là người có học, nhưng không có nghĩa cậu ngang bằng với tớ vì cậu là today. Cậu biết thằng kia có người yêu nhưng vẫn cứ tới, mặc dù tớ không biết cậu chia tay Quang Hải chưa, nhưng cậu làm như thế là sai rồi đó. Nhân vật mẹ của anh chàng này cũng được cô gái nhắc đến. Dường như bà mẹ này biết con trai mình đã có bạn gái nhưng vẫn cố gắng hợp tác cho Quy và Huỳnh Anh. Và nhân đây cháu xin gửi đôi lời tới bác gái. Cháu không biết bác có yêu quý cháu không, nhưng cháu đã rất cố gắng rồi ạ. Thậm chí mới khoảng vài ngày trước cháu vẫn chủ động gửi quà sinh nhật. Và bác vẫn đủ hiểu cháu và Quy vẫn yêu nhau nhưng bác lại đắc thành cho Quy và Huỳnh Anh. Thực sự cháu rất buồn vì cháu tưởng bác là người lớn, bác biết được đúng sai trong sự việc này. Chúc bác luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn tươi vui trong cuộc sống ạ. Hình ảnh Quy và Huỳnh Anh đi cùng nhau. Đính kèm với bài tố chính là những dòng tin nhắn của Quy và Huỳnh Anh. Quy đã lưu tên của cô là em yêu như một cách khẳng định rằng mình và Huỳnh Anh đang trong một mối quan hệ tình cảm. Huỳnh Anh cho biết Quy có người yêu nhưng vẫn muốn chen chân vào. Anh rõ ràng đi, em không đồng ý kiểu như thế này đâu. Anh đang vô tình biến em thành người thứ ba đó. Em không rõ trong tương lai mình như thế nào, dù trong một mối quan hệ đang tìm hiểu thì cả hai cũng đều nên không có vướng bận gì. Nếu như người yêu anh biết em với anh như thế này, anh có biết em sẽ trở thành người thứ ba không? Người ta không trách anh nhưng mà trách em đó. Và trong những cuộc trò chuyện này, người ta phát hiện ra dường như Quang Hải và Huỳnh Anh đã chia tay nhau rồi từ câu nói của cô, nhận mình đang độc thân. Anh cảm thấy không rõ ràng được thì em cũng không tiến xa hơn mối quan hệ em trai của chủ nhà đâu, gặp với tư cách một người độc thân và một người có người yêu hả anh? Huỳnh Anh kể chuyện lần đầu gặp Quang Hải. Ngoài ra, Huỳnh Anh khi lên đồ đi chơi rất sexy vẫn chụp hình để gửi cho Quy và than vãn về cái bụng của mình như với người yêu. Đến mức này thì rõ ràng Huỳnh Anh biết chuyện đối phương đang có bạn gái nhưng vẫn cố chen chân. Đặc biệt nhất, Huỳnh Anh đã tự chia sẻ về chuyện tình của mình với Quang Hải và tiết lộ vài điều chưa từng xuất hiện trước đó. Hôm đầu tiên em gặp Hải là đám cưới Duy Mạnh. Hôm đó Hải rủ em sang chơi, lại đưa em lên khách sạn. Em bảo về. Mãi sau gặp đưa về tìm hiểu nhau đến một tháng hơn em mới cho phép ghé phòng em. Nên em cũng không hiểu tại sao lại như vậy với anh. Chắc như anh nói thôi, do duyên thôi. Huỳnh Anh đã đưa hẳn ví dụ về Quang Hải để so sánh rằng mình quen tuyển thủ này cả một tháng mới thân mật, trong khi mới vài ngày
gặp Quy đã thân thiết luôn rồi. Huỳnh Anh đã gặp mẹ của Quy và đi lễ cùng nhau. Cô nàng còn hoảng hốt tiết lộ rằng khi đi có người nhận ra mình và rất lo sợ việc bị chụp ảnh. Hiện tại phút này vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên nhiều fanpage. Câu lạc bộ chủ quản xác nhận Quang Hải đã chia tay Huỳnh Anh được một tháng nghi vấn bị cắm sừng dài 20cm. Câu lạc bộ chủ quản của Quang Hải xác nhận nam cầu thủ đã chia tay hơn một tháng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi Huỳnh Anh, bạn gái chính xác là bạn gái cũ của Quang Hải, bị tố là tiểu tam, đang qua lại với một chàng trai đã có bồ và bị cô gái này bóc phốt. Mới đây, dân tình phát hiện tiền vệ Quang Hải đã xóa bức ảnh chung duy nhất cùng Huỳnh Anh trên Instagram cá nhân chỉ một tiếng sau khi Huỳnh Anh dính nghi vấn là người thứ ba. Khoảng hơn một tuần trước, anh cũng đã xóa thư mục ảnh dành riêng cho Huỳnh Anh trên Facebook cá nhân. Được biết, câu lạc bộ chủ quản của Quang Hải xác nhận nam cầu thủ đã chia tay hơn một tháng. Vậy là Quang Hải và Huỳnh Anh đã chính thức đường ai nấy đi. Được biết, câu lạc bộ chủ quản của Quang Hải xác nhận nam cầu thủ đã chia tay. Theo như bài bóc phốt trên thì nhiều người dự đoán rằng nam cầu thủ đã bị bạn gái mình cắm một chiếc sừng dài trên đầu đầy đau đớn. Những hình ảnh của Quang Hải và Huỳnh Anh khi còn hẹn hò. Cập nhật tiếp vụ bóc phốt Huỳnh Anh là tiểu tam. Khi liên lạc với tài khoản bóc phốt Huỳnh Anh thì cô này cho biết có một người bạn của Huỳnh Anh gọi điện cho mình với nội dung: bạn em, tức Huỳnh Anh, là khách thuê nhà của anh Quy, chị, tức nam chính vụ bóc phốt. Lúc đến thì anh Quy có nói với bạn em là anh Quy chia tay người yêu cũ rồi, trong giai đoạn dứt khoát với nhau chứ không hề nói với bạn em vẫn đang quen chị, nên bạn em mới dây dưa với anh Quy như thế. Chính anh Quy cũng nói với em là anh ấy chia tay chị rồi. Chân dung thanh niên tàng tiệu với Huỳnh Anh, điển trai body căng đét chuẩn PT ăn đứt Quang Hải. Có lẽ nhiều chị em cũng không thể phủ nhận nam chính hot nhất mạng xã hội lúc này có ngoại hình khá bắt mắt. Không cần phải bàn cãi, câu chuyện Huỳnh Anh bạn gái cũ Quang Hải bị tố là người thứ ba đang là chủ đề hot nhất. Dù biết chàng trai LXQ đã có người yêu, cô nàng sinh năm 99 vẫn bất chấp qua lại, thậm chí còn cực kỳ mùi mẫn khi đưa nhau về nhà ra mắt bố mẹ hai bên. Rất nhanh chóng câu chuyện cắm sừng được lan truyền chóng mặt. Dân tình cũng đã tìm ra Facebook nam chính, theo đó phát hiện anh là một PT rất chăm đăng ảnh khoe body vạm vỡ. Săn chắc lên mạng, nhìn qua có thể thấy anh chàng còn có gương mặt điển trai, dễ dàng đồn tim các cô gái. Không quá khó hiểu khi Huỳnh Anh ngã vào lòng chàng PT chỉ sau một khoảng một tuần gặp gỡ. Thậm chí cô nàng còn chia sẻ với người mới rằng: kể anh nhé, hôm đầu tiên em gặp Hải là đám cưới duyên mạnh. Hôm đó Hải rủ em sang chơi, lại đưa em lên khách sạn, em bỏ về. Mãi sau gặp đưa về tìm hiểu nhau đến một tháng em mới cho ghé phòng em. Nên em cũng không hiểu sao như vậy với anh. Chắc như anh nói do duyên. Nhưng mà em mong anh tin em, không có tào lao đâu. Còn chả nhìn trai. Hiện trước sức ép của dư luận, NXQ đã khóa trang Facebook cá nhân. Và ở một diễn biến khác, bạn gái cũ đình đám của Quang Hải là Nhật Nê đã có động thái trước scandal này bằng cách đăng một bức ảnh kèm dòng status ngắn gọn: cuộc sống mà.